Cộng đồng mạng xót xa khi dàn sao nam bị vợ xài quá hao. Huỳnh Anh mặt tròn trịa còn đâu vẻ hot boy. Trấn Thành được Hà Siêu Quân nuôi mát tay. Em giận con vợ em lắm. Cái dắt sao dắt quán ngon không em ghét. Cái nó kêu cho mười mấy mâm vậy đó. Mỗi một thứ nó ăn một tí thôi. Còn như mình hốt hết. Huỳnh Anh. Từ một hot boy màn ảnh, Huỳnh Anh ngày càng thay đổi vóc dáng khi bị trách là người xài như phá. Bạch Lan Phương đã lên tiếng phản bác. Cô cho rằng phá chỉ được dùng khi bạn trai gầy, thân tàn ma dại, nhưng nam diễn viên mặt phúng phính, bụng căng tròn, ăn ngủ đều tốt. Chính vì điều đó, cô mong muốn Huỳnh Anh lấy lại dáng và cũng đồng hành cùng nam diễn viên. Nữ MC cho rằng không thể để hai người thành số 10 khi đi với nhau, trong đó cô là số 1 được. Cả hai cùng nâng ly trà detox trước khi đi ngủ. Tuy nhiên trước đó cô nàng cũng từng bóc phốt chồng mình khi phát tướng, đính kèm đoạn clip người đẹp phải thốt lên không thể tin được hàng trên mạng bị lừa rồi. Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Chỉ sau khoảng thời gian 1 năm hẹn hò, nam diễn viên đã tăng cân thấy rõ. Ai cũng trêu rằng Bạch Lan Phương xài quá hao, nên trong Huỳnh Anh ngày càng mẫm mỉm đẩy đà. Ngay cả nhân vật chính cũng tố vợ sắp cưới xài hao, song không quên nịnh nọt cho rằng đây là biểu hiện của một gia đình hạnh phúc. Về phần Bạch Lan Phương, cô thanh minh bản thân bị lừa, mới chỉ đặt hàng về chứ chưa kịp dùng. Trấn Thành. Chỉ sau vài tháng kết hôn, Trấn Thành cũng mất dáng dù rằng anh được xem như một trong những nghệ sĩ nam rất chú trọng ngoại hình, luôn chỉnh chu mỗi lần xuất hiện. Càng về sau này, anh dường như không thể kiểm soát cân nặng của bản thân như trước. Giải thích về điều này, Asin từng cho hay anh có nỗi khổ tâm bởi mỗi khi cùng Hà Siêu Quân đi ăn ở đâu đó, vợ gọi nhiều món nhưng mọi thứ chỉ ăn một ít. Cứ mỗi lần như vậy, anh luôn phải đứng ra giải quyết giùm bà xã. Trường Giang. Trường Giang là một trong số sao nam phát tướng từ khi gắn bó với nhà Phương. Khi tham gia Siêu Bất Ngờ, Bejo đã chia sẻ thân hình 6 múi của anh mất đi. Đồng cảm với điều đó, Trường Giang tranh thủ bóc phốt cho rằng vợ là người làm anh tròn trịa hơn vì chăm sóc quá kỹ lưỡng. Đồng nghiệp Tiết Cương hài hước tiết lộ, Trường Giang từ ngày lấy vợ đẹp trai hơn hẳn, mập thế sợ luôn đó, không được vợ lo kỹ, mập mà mập nguyên cái mặt không à. Hơn 3 năm về chung một nhà, Trường Giang và nhà Phương đã có chung một thiên thần nhỏ dễ thương tên thân mật là Destiny. Từ khi lập gia đình có con, danh hài xứ quản tập trung làm nhiều việc hơn. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh chủ yếu về với gia đình, chăm sóc ái nữ. Đức Thịnh. Hưởng ứng trào lưu khoe hình quá khứ hiện tại, đạo diễn diễn viên Đức Thịnh từng than thở ám chỉ vợ là người đã khiến ngoại hình của anh phát tướng lên trông thấy. Ai xài hao ai, nam nghệ sĩ nhắc Thanh Thúy là nguyên nhân giúp anh có da có thịt hơn. Đến nay cặp đôi đã có 14 năm về chung một nhà, chuyện hôn nhân của họ vẫn viên mãn hạnh phúc trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Anh nói thêm, giờ đây mình có hai đứa con là tài sản quý giá nhất. Công Vinh. Ông xã của Thủy Tiên từng đăng tải tấm hình hai vợ chồng trong một chuyến từ thiện. Công Vinh lại được dịp bóc phốt vợ, chân suốt xứ Nghệ viết bên nhau gần 12 năm qua, chỉ lớn hơn em 1 tuổi thôi, nhưng tóc em ngày càng xanh mà tóc anh ngày càng bạc, giận bay màu là cái thật mọi người ạ. Cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra hình ảnh Công Vinh quả thật trông già đi trông thấy khi mái tóc điểm bạc. Một số bình luận khuyên anh nên đi nhuộm để trẻ trung hơn. Trong năm cầu thủ đùa rằng sợ vợ nhận không ra là cho ngủ ngoài đường. Khác Việc. Sau khi kết hôn, Khác Việt cũng có sự thay đổi ngoại hình rõ nét. Nhiều người cho rằng nếu như trước khi cưới phong độ bao nhiêu thì giờ Khác Việt lại có dấu hiệu trở thành quý ông phát tướng. Chưa dừng lại ở đó, nếu để ý kỹ có thể thấy Khác Việt khá phờ phạc và để lộ bụng bia. Trên mạng xã hội anh cũng chẳng ngần ngại khoe hình ảnh tăng cân và khuôn mặt nổi nhiều mụn của mình. Kèm theo hình ảnh so sánh trước và sau khi cưới, Khác Việt còn mắng yêu vợ dùng như phá ấy Nguyễn Thanh Thảo. Trước chia sẻ của nam ca sĩ, nhiều người không khỏi bật cười thích thú, không còn giữ được vóc dáng cân đối như khi còn trẻ. Ngoại hình của các sao nam trở thành chủ đề được bàn tán rầm rã. Thế nhưng nhân vật bị đổ tội lúc này lại là các bà vợ, khi cho rằng vì họ chăm sóc chồng quá cẩn thận nên mới dẫn đến tình cảnh này.